Quỷ lão. Quỷ lão. Quỷ lão, hai quan tài này, người trong quan tài bên cạnh vừa đưa đến, ta vẫn chưa kịp dọn dẹp. Đây là thứ ta thích nhất. Sau bao nhiêu năm bay sát, ông có từng muốn đổi nghề không? Sát ta mày toàn vô chủ. Nếu ta không làm nữa thì ai tiễn họ đi an nghỉ đây? Họ đến toàn thân thì cũng nên ra đi toàn thân. Khi sống đã không có thể diện thì sau khi chết, nếu có thể hoàn thành tâm nguyện của họ thì cũng xem như là một chuyện tốt. Nhưng đa số mọi người là không hiểu về nghề nghiệp này của ông. Không mong người đời hiểu, nhưng mong không thẹn với lòng. Chẳng phải người cũng vậy sao? Đó cũng phải. Ai lại không vì vậy để kiên trì cho đến hôm nay? Quỷ lão. Quỷ lão. Tạ đại ca, trễ thế rồi mà vẫn đến huyện nhà.